Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh xe điện Mạnh Phát. Rất là nhiều các bạn hỏi Mạnh Phát là hiện tại bên Mạnh Phát đang phân phối những mẫu xe điện 3 bánh nào. Thì ngày hôm nay Mạnh Phát sẽ giới thiệu cho tất cả các bác và các bạn 4 mẫu xe điện 3 bánh mà Mạnh Phát đang phân phối chính thức nhé. Và nó sẽ là 4 phân khúc khác nhau và 4 kiểu dáng khác nhau để chúng ta dễ dàng phân biệt và lựa chọn chiếc xe phù hợp nhé. Đầu tiên thì phải kể đến một trong những dòng xe 3 bánh nhỏ gọn nhất. Mẫu này thì cực kỳ phù hợp cho các khu đô thị này hay là khu trong nội thành cần một cái chiếc xe nhỏ gọn. Đặc biệt là các bác gái hoặc là các chị gái. Cái xe này thì không cớ là để dành cho người già, người khuyết tật, mà ngay cả những đôi vợ chồng trẻ hay những gia đình nhỏ mua xe cho các bé đi đâu đó thì chiếc xe này cũng rất là tiện. Lý do vì sao như mọi người nhìn, thiết kế của nó rất là nhỏ nhắn, rộng hai bên khoảng 65cm, dài 1m3 thôi ạ. Và xe khá là thấp nhá. Như này thì tầm 1m2, 1m3 đã đi bình thường rồi. Và nhỏ như này thôi nhưng mà lại có võ nhá. Như mọi người nhìn này, xe được thiết kế rất là đa năng. Sẽ có là hai phanh tay này, mọi người thấy không ạ? Kết hợp với lại một phanh chân. Đấy, rất là tiện nhá, đi rất là an toàn. Và đặc biệt hơn nữa là mặc dù nó nhỏ nhưng mà mọi người sẽ quan sát này. Đây. Đây nha mọi người nhìn này. Đây. Đây là một chiếc ghế trẻ em này. Đấy. Tức là chiếc xe này sẽ chở được hai người lớn, một trẻ em hoặc là một người lớn, hai trẻ em, thậm chí là ba trẻ em vẫn có thể chở được nhá. Đây là một cái mẫu xe điện 3 bánh mini, rất là gọn và thiết kế rất là thông minh nhá. Đối với tất cả các dòng xe điện 3 bánh tại Mạnh Phát thì chắc chắn rồi, xe phải có số tiến, số lùi. Và bây giờ Mạnh Phát sẽ thử cho mọi người xem nhé. Đây là số tiến này. Đấy. Và đây là số lùi này. Đấy. Xe lái thì rất là dễ thôi ạ, chứ không có gì là phức tạp cả. Lái rất là dễ và xe đặc biệt có cầu V-Side để trang bị, để giúp chúng ta là vào cua, chống bị lật này, và đi ở trên đường được an toàn hơn. Và đối với dòng xe điện 3 bánh mini này, cho quãng đường chạy là 60 cây một lần sạc, tốc độ tối đa của chiếc xe này là 30 đến 32 km/h mọi người nhé. Và được bảo Mạnh Phát bảo hành chính hãng 1 năm. Giá của phiên bản 3 bánh mini này thì sẽ là 16 triệu và được miễn phí vận chuyển trên toàn quốc nhé. Sản phẩm đang có sẵn tại Hà Nội cũng như là Sài Gòn nha mọi người nhé. Đấy, và xe sẽ có rất là nhiều màu, các bạn có thể nhắn tin vào số điện thoại của Mạnh Phát để Mạnh Phát thể gửi bảng màu cho mọi người nhé. Đây là mẫu đầu tiên này. Cái mẫu thứ hai mà để mà nói đến có mấy kiểu dáng đẹp đặc trưng mà được cực kỳ nhiều các bác ưa chuộng thì đây chính là cái phiên bản đó. Phiên bản này là phiên bản Goda Pro thế hệ mới nhất của 2023, vừa mới về năm mới này thôi. Đây mọi người nhìn này, đây là phiên bản màu xám nhá, là một trong những cái màu đẹp nhất của Goda Pro và trung bình bán ra khoảng 5 con thì sẽ là 3 con màu này và một con màu đỏ, một con màu xanh nhá mọi người nhá. Màu xám này thì nó được thiết kế là rất là sang trọng và đặc biệt là cái màu này là sơn nhập khẩu. Nên là mọi người nhìn mọi người thấy rất là bóng này. Đây, anh vừa sẽ quay gần cho mọi người xem này. Đấy. Hệ thống đèn bi cầu và full LED luôn. Xi nhan này. Đấy. Đèn xe này. Mọi người nhìn này. Rất là đẹp nhá. Nước sơn rất là bóng, mọi người nhìn thấy, thậm chí có thể soi gương được luôn ạ. Lốp xe là lốp 300-10, lốp 0-100 đến từ thương hiệu CST, là thương hiệu lốp nổi bật nhất nhì Trung Quốc bây giờ rồi. Và đặc biệt hơn thế nữa là phiên bản Goda này được thiết kế rất là tinh tế. Xe cũng có hai bánh tay. Đấy, vẫn có một bánh chân đầy đủ nhá. Nhưng mọi người nhìn này, xe sẽ được tặng thêm một cái thảm để chân có chữ Goda Pro chính hãng này. Đấy, mọi người nhìn trên xe này. Đây, anh sẽ quay gần để cho mọi người xem này. Mọi người sẽ nhìn thấy nhá. Và xe sẽ có nút P này. Đấy, thông minh như xe Mi Pro đúng không ạ? Đấy, nút P một lần là hết này. Đấy, và đặc biệt đối với phiên bản xe điện Goda thế hệ mới này, nó sẽ báo lỗi ở trên mặt đồng hồ cho mọi người nhìn nhé. Ví dụ như Mạnh Phát bóp phanh này. Đấy, mọi người nhìn cái số màu đỏ này sáng nhá. Đây là báo lỗi ở tay phanh này. Đấy, Mạnh Phát tắt khóa đi nhá. Nó sẽ có 4 lỗi ở đây, bao gồm động cơ, tay ga, IC và lỗi bóp phanh, lỗi hệ thống điện. Đấy, nó sẽ báo lỗi trực tiếp trên đồng hồ này luôn và những người thợ sửa xe rất là dễ và đơn giản để sửa chiếc xe này. Đấy, chiếc xe được trang bị 5 bình ắc quy là 60V và cho quãng đường chạy lên đến là 7-80 cây một lần sạc. Tốc độ tối đa của phiên bản mới nhất này rất là ấn tượng, khi mà lên được 42 cây một giờ. Nhưng không vì tốc độ lên nhanh mà chiếc xe chúng ta đi giật khó chịu. Xe được thiết kế vô cùng êm ái nhé mọi người nhá. Thế nó mới là cái hay của chiếc xe này. Mà Mạnh Phát tự hào về nó, trên thị trường hiện tại không một đơn vị nào làm được điều đó. Đây, ga lên rất là êm và không hề bị giật nha mọi người nhé. Đây, số lùi đấy ạ. Đây mọi người nhìn này, đây, ga rất là êm. Đấy, không bao giờ lo là xe bị giật. Đấy. Không gian nhỏ hẹp chúng ta vẫn có thể xoay sở rất là dễ dàng nhé. À, đằng sau xe thì mọi người nhìn này. Đây, đấy, nhấc cái này lên được này. Đấy, để chúng ta ngồi vào xe rất là dễ. Đằng sau thì sẽ có một cái cốp để đổ dung tích là 20 lít này. Và cái cốp bên dưới nữa. Cái mẫu này thì rất là ấn tượng. Đây mọi người nhìn này. Đây, cốp ở đây có gương nhé. Cốp rất là rộng. Tiếp theo là cốp bên dưới này nữa. Rất là rộng rãi, tha hồ để đồ này. Đấy, đằng sau sẽ có một cái bánh chống đổ này. Động cơ xe được trang bị động cơ 800W lớn nhất trên thị trường bây giờ và động cơ được làm mát bằng quạt gió, rất là yên tâm nhé mọi người nhé.
Đấy, động cơ này được bảo hành lên đến 3 năm cơ và xe chắc chắn rồi, có cầu visa đầy đủ. Đấy, bình ắc quy được bảo hành chính hãng 18 tháng, hệ thống điện thì là 12 tháng nhá. Phiên bản Goda này Mạnh Phát cam kết luôn là cái kiểu dáng xe máy điện như thế này. Thì phiên bản Goda Pro Mạnh Phát đang phân phối là xịn nhất Việt Nam bây giờ. Và phiên bản này đang có giá là 21.500 và miễn phí vận chuyển trên toàn quốc nha mọi người nhá. Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Đấy, và sản phẩm này cũng tương tự thôi, có mặt sẵn tại Hà Nội và Sài Gòn. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến một cái sản phẩm mà Mạnh Phát tự hào là xe điện ba bánh bán chạy nhất Việt Nam bây giờ, chính là phiên bản xe điện ba bánh Mi Pro tại Mạnh Phát, do Mạnh Phát phân phối. Đây chính là phiên bản Mi Pro. Phiên bản này vừa đa năng, vừa tiện lợi và cực kỳ nhiều tính năng an toàn, và hơn thế nữa, phiên bản đời mới này thì có những gì thay đổi cùng Mạnh Phát tìm hiểu kỹ về em này nhá. Đây chính là trạng thái một ghế ngồi của phiên bản Mi Pro. Mọi người sẽ nhìn thấy chiếc xe được thiết kế vô cùng vững chãi, chắc chắn và rất là khỏe khoắn nhé. Khung sắt to, dày, cực kỳ chắc. Đây, ngay cả những cái chắn bùn ở bên ngoài như thế này thôi, nhưng mọi người nhìn này. Đây, 70 cân đứng lên. Có vấn đề gì không ạ? Không vấn đề gì. Đấy, ấn tượng chưa ạ? Tiếp theo là cái cốp đằng sau ạ. Đây, tất cả những cái này là hoàn toàn là bình thường, không có dàn dựng nhé mọi người nhé. Video quay liền mạch và xe được làm rất là chắc chắn. Linh kiện trên xe cam kết với mọi người là những cái đồ cao cấp nhất và chính hãng nhất nhé, đến từ nhà máy. Và Mạnh Phát tự hào là đơn vị phân phối độc quyền xe, sản phẩm xe ba bánh Mi Pro này tại Việt Nam nhé mọi người nhé. Đây, cái giỏ trước cũng vậy này. Đấy. Và đặc biệt là phiên bản mới này sẽ được tặng thêm một cái thảm để chân. Đây, anh chúng ta sẽ quay cho mọi người xem này. Đấy, có thương hiệu Mi Pro luôn ạ. Đấy, rất là ấn tượng, rất là đẹp. Và khi chúng ta đạp chân ra này, đấy, đấy, chiếc xe sẽ biến thành một trạng thái là 3 chỗ ngồi. Đấy, rất là thông minh, rất là tiện. Có thể chở được là 2 người lớn, 1 trẻ em hoặc là 1 người lớn, 3 trẻ em. Đấy, rất là chắc chắn. Tương tự, xe cũng được trang bị động cơ 800W nha mọi người nhé. Đấy, bình ắc quy là 48V 30Ah cho quãng đường chạy lên đến là 60 cây một lần sạc, mà cũng được bảo hành chính hãng 3 năm luôn. Và xe có cầu visa, có số tiến số lùi. Đấy, khoảng rộng của hai bánh của xe này lên đến 80 phân và chiều dài của xe là 1m6 nhá. Động cơ 800W đây. Anh giờ sẽ quay gần cho mọi người xem sang bên này. Đây, quay ở bên này. À, đấy, trong này này đây. Đây, mọi người nhìn này. Đấy, logo này, sản phẩm Mi Pro này, đơn vị phân phối độc quyền tại Việt Nam này. Mọi thứ đầy đủ hết nhá. Đấy, sản xuất tháng 1 năm 2023 luôn này. Đấy, nên mọi người hoàn toàn thể yên tâm. Sản phẩm mới, chính hãng và rất là bền bỉ nhá. Rất là bền đấy, Mạnh Phát đã thử test những cái lý do vì sao mà nó lại là sản phẩm xịn đến như vậy mà nó lại bền như vậy. Và xe này khẳng định với anh em mà đi nó cực kỳ êm luôn. Không bị giật, không bị gì cả. Tốc độ tối đa của chiếc xe lên đến 35 cây một giờ cơ. Đấy, xe đi rất là sướng và rất là vững chãi nha. Đây mọi người nhìn này. Đây, giảm sóc này. Đây. Đấy, quá là êm luôn, tha hồ. Đây, mọi người nhìn thấy không ạ? Đây, một sản phẩm thực sự quá ấn tượng luôn. Đây, quá ấn tượng luôn ạ. Đấy. Chiếc xe cuối cùng mà Mạnh Phát muốn nhận đến mọi người cũng là một sản phẩm xe điện ba bánh 3 chỗ ngồi, nhưng mà phân khúc giá rẻ hơn. Đấy. Rẻ hơn so với Mi Pro, nhưng mà so với trên thị trường thì cũng xịn hơn rất là nhiều những đơn vị rồi. Đây chính là sản phẩm S6 Victory nha mọi người nhá. Đối với sản phẩm S6 này cũng là một cái kiểu dáng na ná Mi Pro, nhưng mà bánh nhỏ hơn, 300-8, không phải 300-10, động cơ là 600W. Đây. Cái lưỡi chuyển ghế nó sẽ nằm ở đây. Đấy, cũng chuyển ra được 3 ghế ngồi. Mọi người nhìn nhá. Đây. Đấy, mọi người nhìn thấy không ạ? Đấy, cũng là 3 chỗ ngồi. Đấy, rất là tiện lợi. Đấy, sản phẩm này thì có giá là 16 triệu thôi ạ. Đấy, đằng sau cũng đã được trang bị một cái chắn bùn nhưng mà bằng thép thôi ạ. Chắn bùn này sẽ không dám đứng. Đứng lên là hỏng ngay. Đây là phiên bản màu đen nhé. Đấy, tất cả xe này thì đều có rất là nhiều màu, mọi người rất là nhiều màu để anh em lựa chọn. Đấy, đằng sau cũng là một cái cốp nhựa rất là gọn. Nếu như mà tài chính của các bác không đủ thì mẫu này cũng là một sự lựa chọn vô cùng sáng suốt nhé. Khi mà cái giá của nó hợp lý và chất lượng của nó mang lại rất là ổn định nhé. Mọi người nhìn này, vành là vành nhôm này. Giảm sóc là giảm sóc dầu nhá, không phải giảm sóc lò xo ạ. Thùng đằng sau là thùng nhựa, xi nhan tích hợp thực tiễn chắn bùn ạ, bằng thép ạ, chứ không phải là hàng giá rẻ đâu mọi người ạ. Mọi người tránh nhầm lẫn nhá. Đây, xe vẫn được trang bị phanh chân, phanh tay đầy đủ, đi được 560 cây một lần sạc và được Mạnh Phát bảo hành chính hãng 1 năm với giá tiền là 16 triệu và cũng được miễn phí vận chuyển trên toàn quốc nhá. Đây cũng là một trong sản phẩm bán rất là chạy, bởi vì cái phân khúc này nó đa năng, vừa ngồi một mình được, đấy, vừa chở người được, rất là tiện. Đây, đấy. Và chắc chắn rồi, xe cũng có số tiến số lùi và gạ rất là êm. Rất là nhiều những tính năng ưu việt của trên chiếc xe điện ba bánh mà Mạnh Phát đang phân phối nha mọi người nhé. Đây, xe được thiết kế chắc chắn, rất là chắc luôn, để mọi người hoàn toàn thể yên tâm là sử dụng là không phải lo bất kỳ một vấn đề gì liên quan đến bảo hành, thì Mạnh Phát sẽ bảo hành cho mọi người, nên mọi người yên tâm nhé. Mọi người có nhu cầu về xe điện ba bánh thì có thể nhấc máy lên và alo Mạnh Phát qua số điện thoại là 0358 993 993 hoặc là 0866 903 993 nhé. Tất cả sản phẩm cam kết Mạnh Phát phân phối là sản phẩm chính hãng, được bảo hành đầy đủ và miễn phí vận chuyển trên toàn quốc nhé. Mọi người thể qua Hà Nội và Sài Gòn để trực tiếp xem xe và đi thử nhé.
Mình nhắc lại số điện thoại này: 0358 993 993 hoặc là 0866 903 993. Xin chào và hẹn gặp lại.